Xin chào tất cả các bạn. Tại triển lãm Pro Sao 2019 diễn ra tại sân vận động Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh, thì Yamaha đã giới thiệu với bản mixer mới nhất của mình với tên gọi là PM7. Bản mixer PM7 là cái dòng sản phẩm mới nhất và cao cấp nhất của Yamaha hiện nay. Yamaha PM7 nó được tích hợp các cái DSP sẵn ở bên trong, giúp nâng cao cái tính linh hoạt cũng như đảm bảo hiệu suất hoạt động cao nhất của hệ thống âm thanh. Các phím điều khiển ở trên bàn mixer PM7 được thiết kế một cách linh hoạt và thuận tiện, giúp cho kỹ sư âm thanh điều khiển hệ thống bàn mixer một cách thuận lợi nhất. Hệ thống bàn mixer PM7 có 120 kênh input đầu vào, 60 đường mic bus, 24 đường matrix, 48 bộ plugin. Khả năng mic có thể so sánh được với bàn mixer PM10. PM10 có 144 kênh input, 72 đường mic bus, 36 đường matrix và 50 bộ plugin. PM7 có chức năng dual control cho phép bàn mixer có thể kết hợp được với một trong các cái bàn mixer điều khiển của hệ thống PM10 để một bàn chính phụ trách hệ thống loa FOH và một bàn mixer phụ trách hệ thống âm thanh sân khấu monitor. Bàn mixer kỹ thuật số PM7 có thể kết nối với hai hệ thống mạng âm thanh khác nhau là Dante và Twinland, cho phép sử dụng một hoặc cả hai cùng một lúc để kết nối với hệ thống In-Out-Rack. Hệ thống mạng chuyên dùng Twinland có thể truyền tải tối đa đến 400 kênh âm thanh một lúc thông qua các dây cáp quang. Hàng Yamaha kết hợp với kỹ sư nổi tiếng trên thế giới là Rupert Neve để thiết kế các cái plugin xử lý dành riêng cho PM7 và PM10. Nổi bật các cái chức năng đó như là chức năng siêu. Chức năng siêu giúp cho kỹ sư âm thanh có thêm các cái bản mix phong phú hơn, cho cái khả năng sáng tạo của kỹ sư âm thanh được thêm được nhiều cái sáng tạo hơn. Ngoài đó ra còn có thêm một cái plugin nổi tiếng nữa được ông Rupert Neve tích hợp vào, đó là Portico 5045, có thể giúp xử lý bớt tiếng ồn tại các đường input một cách hiệu quả nhất, đồng thời nâng cao biên độ âm thanh trước khi bị hú. Nó trở thành một công cụ vô cùng giá trị cho các ứng dụng live show trong các thánh đường hay sân vận động, hội trường và nhiều cái môi trường khác nhau nơi mà cái tiếng hú có thể là vấn đề cho các showman. Và mức giá cuối cùng của bàn mixer PM7 kết hợp kèm theo hệ thống In-Out Rack có giá tới hơn 6 tỷ đồng tiền Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip về review sản phẩm mixer PM7 của Yamaha. Xin cảm ơn.